bộ phim sẽ rất là thú vị, sẽ có cái điều gì đó để cho khán giả trông chờ và đón xem. Mong chờ thì có lẽ sẽ mong chờ sự xuất hiện của Ngọc Trinh lần đầu tiên vào vai ế của Ngọc Trinh như thế nào, mặc dù ở ngoài cô rất là nhiều đào theo. Và anh nghĩ là đây là một cái phim sẽ rất là vui và thú vị, sẽ có một chút gì đó ở trong đó là những gọi là những thông điệp nhân văn và ý nghĩa. Tới bây giờ Diệu Nhi đã đột phá rất là nhiều sau những nhiều năm mà Kim Dung biết. La Thành thì cứ Thanh nghĩ đây là một vai mà La Thành vào vai 3D, chắc là chị mọi người, tất cả mọi người sẽ được thoát ế. Yến rất là mong chờ đến cái lúc mà để được đi vào rạp để mình được xem bộ phim này, vì Yến đã chờ đợi từ trước Tết rồi. Nôm na muốn xem phim của mình như thế nào, có hay hay không và có được khán giả đón nhận hay không, và đó là điều mà Trinh đang rất là nôn nóng muốn biết. Và Kim Dung hy vọng rằng bộ phim này sẽ thật nhiều điều mới mẻ hơn để đến với quý vị khán giả, và hy vọng phim sẽ thắng lợi thật là nhiều thành công. Diễn viên chính rõ ràng là vui, đại não của mình nó rất đóng rất là hay và rất là duyên dáng, và sự là bộ phim rất là để đáng xem. Khi mà trở lại với một cái nhân vật hoàn toàn mới và cũng giống như là cái cách diễn xuất mới, thì chị Trinh làm rất là bất ngờ, là cái cách của chị nói thoại rồi mọi thứ được của chị nó rất là duyên và rất là thật. Đây chắc chắn là một phim mà mình sẽ dẫn gia đình và tất cả bạn bè của mình đi xem, vì mình nghĩ đây là một bộ phim hoàn hảo về cả hình ảnh, nội dung và cả phần âm nhạc. Và cái điều đáng mừng nhất là tất cả diễn viên phụ đều có một cái vai trò riêng rất là đáng nhớ. Một bộ phim rất là dễ thương, một bộ phim mà mình xem rất là dễ chịu. Mọi thứ đều rất là vừa vặn, đáng yêu, âm nhạc cũng rất là tốt và diễn xuất của diễn viên cũng rất là ok. Mình vừa từ đạp ra và vừa xem xong bộ phim vui đại náo, và phải nói là vui hơi bất ngờ, tại vì không nghĩ là bộ phim dễ thương như vậy và nội dung cũng rất là giàu tính nhân văn. Con không nghĩ đây là một bộ phim hài nhưng mà lại rất là ý nghĩa và rất là sâu lắng cũng như là tình cảm. Nó có thanh xuân, nó làm cho mình cảm thấy phấn khích, cảm xúc điện ảnh nó là nằm ở chỗ đó. Thì mình cảm thấy bộ phim này nó khá là nhẹ nhàng, nội dung kịch bản rất là chỉ gãy gọn, không có phải quá dài dòng, cũng không có phải là quá đánh đố người xem. Mình có thể là ấn tượng với diễn xuất của Diệu Nhi đó, vì là mình cũng sẽ phải học cách là làm sao để thả thính được vai của chị Diệu Nhi nè, xong rồi vai của anh Quang Trung cũng giống như là anh Huỳnh Lập, cũng nghe rất là duyên mà cảm thấy nó là cái nguồn năng lượng rất là tích cực cho bộ phim. Mỗi vai sẽ có một tính cách nhân vật khác nhau và mình nhận thấy là ai cũng làm tròn, tất cả mọi nhân vật đều có một cái gì đó để mình nhớ. Ví dụ như Diệu Nhi thì rất là mặn, và Ngọc Trinh thì đối với mình là diễn ra rất là tốt. Vừa thích vai diễn của Ngọc Trinh và vai diễn của Diệu Nhi, cả hai vai đều dễ thương. Thật ra khá bất ngờ với diễn xuất của chị Ngọc Trinh, mình không nghĩ là chị diễn quá dễ thương tự nhiên như vậy. Mình ấn tượng nhất đó chính là La Thành và Diệu Nhi, mặc dù đây là hai vai hài, tuy nhiên là mình cảm giác là nó rất vừa phải, nó duyên dáng và nó kiểu như là nó tạo cho mình cái cảm hứng để mà mình xem hết bộ phim. Các khán giả ơi, đây là một bộ phim mà có tốn rất là nhiều công sức rồi chất xám tài năng của tất cả một ekip, nên là các bạn hãy đến rạp và xem đi. Chúc mừng Ngọc Trinh và ekip. Khán giả tương lai của Du Quy Đại Náo, hãy tới rạp xem ngay Du Quy Đại Náo nha. Nhớ xem ngay một bộ phim hết sức dễ thương. Nói chung là đi coi phim mình sẽ có thể xin cười banh đẹp đó, tại vì trong phim có rất là nhiều tiếng dễ thương. Sẽ tìm được rất là nhiều tiếng cười và có nhiều sự thoải mái, và hãy tận hưởng cái mùa cưới, mùa vui quy sắp tới. Và những cái bạn nào mà đang độc thân thì cũng đừng có lo, sau khi xem bộ phim này sẽ muốn cưới chồng giống như Tuyết Anh. Là mọi người ơi, hãy ủng hộ cho phim Việt nha. Nên xin mong là mọi người hãy đến gặp xem và ủng hộ bộ phim Kim Dung thật nhiều nha. Hãy cùng đến đẹp để xem Vui Quy Đại Náo, và chắc chắn Vui Quy Đại Náo sẽ mang đến nhiều điều tích cực đến cho tất cả quý vị khán giả. Hey.